Xin chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và ngày mai, các khu vực Tây Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả Nam Bộ vẫn cần đề phòng với mưa dông rải rác, cục bộ có điểm có mưa to. Còn các khu vực còn lại thì đang có thời tiết khá tốt. Ở Bắc Bộ, do quá trình hội tụ gió vẫn đang tập trung ở khu vực vùng núi Tây Bắc, nên tại đây mưa dông vẫn còn xuất hiện vào đêm và sáng. Cục bộ có mưa dông mạnh kèm theo cả lốc sét và gió giật trong cơn dông. Do có mưa nên nhiệt độ thấp nhất tại đây chỉ trong khoảng là 23 cho tới 24 độ. Các khu vực còn lại của Bắc Bộ trong khoảng 26-27 độ. Sang ngày mai, mưa giảm trên hầu khắp khu vực, trời đều có nắng nhẹ và mây đan xen với mức nhiệt tăng lên, dao động từ 31 cho tới 34 độ, cảm giác hơi oi bức vào thời điểm trưa chiều. Còn với khu vực Trung Bộ, dãy áp thấp mở qua khu vực miền Trung chỉ còn gây mưa rào rải rác về chiều tối ở các tỉnh Nam Trung Bộ. Và vì vậy, mức nhiệt ở khu vực từ Quảng Nam trở vào cho tới Bình Thuận sẽ phổ biến là 30-33 độ. Còn từ Đà Nẵng trở ra cho tới Thanh Hóa thì ngày mai trời nắng với nhiệt độ cao nhất trưa chiều sẽ vào khoảng 31-34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ về tối và đêm nay có thời tiết mát mẻ dễ chịu, duy trì ở cả hai khu vực này. Còn sang ngày mai, từ sáng đến trưa, trời tạnh ráo, nắng nhẹ với ngưỡng nhiệt dễ chịu từ 29 cho tới 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và khoảng 30-32 độ tại khu vực Nam Bộ. Về chiều tối, mưa dông vẫn xuất hiện rải rác. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió nhẹ, trời ít mưa nên tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Còn trên khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa vẫn xuất hiện mưa rào và dông về chiều tối, đi kèm với nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 13 tháng 9 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!